Chào các bạn. Nói đến tách cùi dừa thì có lẽ là nhiều người sẽ hình dung ra là sẽ phải chặt này, đập này rất là kinh khủng. Nhưng mà thực ra thì Ly có một cái cách này rất là nhanh, chỉ cần một cái sọ dừa đã hút hết nước và một con dao có gáy dày một chút. Mình cầm dao và gõ vài nhát với lực vừa đủ xung quanh cái sọ dừa theo chiều ngang là tự khắc cái sọ dừa nó nứt ra. Và chúng ta có thể tách đôi một cách rất là dễ dàng. Đó, cái công đoạn tưởng chừng như là khó nhằn nhất thì đã được giải quyết xong rồi, thì việc tiếp theo chỉ còn là tách cùi dừa ra thôi. Đấy, các bạn có công nhận là nó dễ và nó đơn giản đến không ngờ không? Ôi, trước đây mà cứ Ly mà muốn ăn cùi dừa là phải nào thớt này, nào dao này, chặt bôm bốp ra, và ở người cái nhà tầng dưới người ta cảm thấy rất là kinh hoàng. Đó, các bạn thấy không? Rất là tiện và nhanh. Nếu thấy clip này hữu ích thì hãy tặng Hà Ly một like nhé.